Dạ hello, em xin chào cô chú anh chị yêu hoa lan trên toàn quốc nha. Hôm nay em tiếp tục làm một cái video này để chia sẻ tới cho cô chú anh chị mình một số cái mặt hoa cát ly da đó, cho cô chú anh chị mình cùng sưu tầm. Hôm nay là em sẽ chia sẻ một cái cây. Đây là một cái cây dòng sổ vua cương sơn lai với gót làm bao em mới sổ được, nó khá là đẹp đó. Lát nữa em sẽ chia sẻ giống đó cho mọi người cô chú mình cùng sưu tầm nha. Thì đầu cái video này em sẽ chia sẻ một cái cây cát tem, một cái cây cát tem. Cây hiện tại là em đang thuần chậu như thế này, và nó cây đang có mèo luôn, đang có mèo, đang thuần chậu khá là đẹp. Cây này á, nó là cây Gen Golden Lai tướng, mã của nó là Gen Golden Lai với tướng quân. Nó là một cây tem nha, nó là một cây tem. Nhưng mà hồi trước là khi mà em trồng á, là cái tem của nó là vẫn còn cái tên mã lai, tên cái dòng lai của nó, cho nên là bây giờ em chỉ ghi lại thôi. Nhưng nó là một cây tem, nó là một cây tem chứ không phải là cây sổ, cây sưu tầm nha. Đó, rồi em chia sẻ cái mặt hoa này, giá của nó là 250.000 một chậu. Em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn, 250.000 một chậu. Hoa màu đỏ khá là đẹp, hoa màu đỏ khá là đẹp luôn. Cây Gen Golden Lai với tướng, Gen Golden Lai tướng, hoa to tròn khá là đẹp, rất là đáng để sưu tầm nha. Chậu hiện tại á, là nó đang có mèo, cây em thuần chậu như thế này và đang có mèo luôn. Cô chú anh chị nào mà yêu thích mặt hoa này á, thì mình liên hệ với em qua số điện thoại là 0386 232 357. Giá là 250k, em bao ship luôn nha. Và cái cây này á, là em trồng bằng than nha, trồng bằng than nha. Tại vì những cái dòng lúc trước ở vườn em trồng á, là tất cả em đều trồng bằng than, thì sau này em mới trồng lại bằng vỏ thông thôi. Thì cô chú anh chị nào về á, mình thấy không thích cái giá thể này á, thì mình có thể là gỡ chậu ra, mình sang chậu và mình thay giá thể mới cho nó đẹp nha. Đó, 250.000 cho cái chậu Gen Golden Lai tướng như thế này. Cô chú anh chị nào mà yêu thích thì mình sưu tầm nha. 250k nha, em nói lộn, 250.000, 250k em bao ship. Đó, cây thuần chậu rồi, khá là đẹp luôn. Rồi, tiếp tục hôm nay trong cái video này em có một cái cây, cây Runa Pha Fancy, Warm Welcome. Đó, một cây Runa Pha Fancy Warm Welcome. Thì cái cây này á, thì là cây em thuần chậu phi 21, cây thuần chậu phi 21. Cái chậu này á, hiện tại là em đã có tách âm rồi. Đó, em tách âm để cho nó lên nhiều hướng thân tơ. Đó, chưa có khai thác nhưng mà em có tách âm. Đó, thì hiện tại á, cái này là nó đang bốn hướng, nó đang được bốn hướng thân tơ. Đó, cây này là em có tách âm rồi. Thì về á, cô chú anh chị mình có thể là để nguyên như vậy cũng được. Tại vì cái khoảng trống trong chậu nó đang còn rất là nhiều, thì mình cứ để như vậy để cho cây nó phát triển đã. Từ từ mình hẳn sang chậu, hoặc là nếu mà mình muốn sang qua chậu lớn luôn bây giờ cũng được, thì mình gỡ ra, mình nhấc nguyên nguyên cái cây như thế này lên. Đó, mình sang qua chậu mới và mình thêm chất trồng thôi. Đây, do là em tách âm cho nên nó đi hướng khá là đều, đi hướng đây hai bên hai thân tơ, và ở đây phần đầu cũng hai bên hai phần thân tơ, và thân tơ nó lên khá là đều nhau, thân tơ nó lên khá là đều nhau luôn đây. Và em chia sẻ cho cô chú anh chị mình á, cái chậu này giá là 350k em bao ship nha, 350k em bao ship. Cái này là cây Runa Pha Fancy One Welcome. Đó, Runa Pha Fancy One Welcome. Cây hiện tại là đang bốn hướng thân tơ, đang khá là đẹp, đang đi khá là đẹp. Đó, về cô chú anh chị mình á, là trồng chơi tác phẩm là quá là tuyệt vời luôn ạ. Bây giờ mình cứ để bốn hướng thân tơ này thôi là nó đi đều chậu ra là cực kỳ đẹp luôn. 350.000 cho chậu này nha. Cô chú anh chị nào mà yêu thích cái mặt hoa này á, thì mình liên hệ với em. Đó, giá em chia sẻ là 350k, em bao ship luôn. Tất cả các cây em bán là em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi,
Tiếp theo trong cái video này em sẽ chia sẻ một cái cây hoa màu trắng lưỡi đỏ. Hoa màu trắng lưỡi đỏ, cây này là cây Carichaya, tên của nó là Carichaya. Thì hiện tại cái cây này á là nó đang đi hai hướng thân tơ thôi. Chậu khá là nhiều thân nhưng mà nó chỉ có đi hai hướng thôi. Đó. Thì cái chậu này em chia sẻ cho cô chú anh chị mình á, giá là 300k em bao ship 300k cho cái chậu Carichaya như thế này. Thì cây hiện tại là đã thuần chậu phi 21 rồi, thuần chậu lớn và tất cả cây em đều thuần bằng vỏ thông, khá là đẹp. Đó, những cái chậu như thế này là em thuần vỏ thông khá là đẹp. Và cây hiện tại thuần khá là lâu rồi, rễ đồ đang xuống rất là khỏe. Đó, cô chú anh chị nào mà yêu thích cái mặt hoa màu trắng lưỡi đỏ này á thì mình cứ liên hệ với em qua số điện thoại là 0386 232 357. Đó là số điện thoại Zalo của em luôn. Mọi người có thể là kết bạn Zalo và nhắn qua Zalo hoặc là liên hệ qua số điện thoại cũng được. Đó, cây hiện tại em thuần chậu khá là đẹp rồi, 300k cho cái chậu hoa màu trắng lưỡi đỏ Carichaya. Đó, cô chú anh chị nào mà yêu thích mặt hoa này thì mình liên hệ với em nha. Rồi, hôm nay á trong cái và ở đây em có một cái cây cây tem hoa màu tím, là cây Nhật Thịnh, hoa màu tím hoa to khá là đẹp luôn. Thì hiện tại á cây này nó cũng đang đi được hai hướng, chậu cũng khá thân, đang đi được hai hướng rất là đẹp. Thì em chia sẻ cho cô chú anh chị mình á, một chậu như thế này giá là 180k em bao ship, 180k em bao ship cho cái mặt hoa Nhật Thịnh như thế này. Nó là một dạng hoa to. Cây Nhật Thịnh này hoa nó đạt khoảng độ là 16 sen á, nó là một trong những cái dòng các tím xưa như là Đại Tân nè, Lucky nè, Nhật Thịnh nè, là những cái cây đó, là những cái dạng bông to, hoa tím xưa. Hoa rất là thơm. Em chia sẻ cho cô chú anh chị mình á, giá là 180.000 một chậu như thế này là em bao ship luôn. Cô chú anh chị nào mà yêu thích thì mình cứ gọi điện em để mình cùng sưu tầm về chơi nha. Rồi, thì hôm nay tiếp tục trong cái video này em có một số cái hướng Cattleya sưu tầm. Đó, một số cái cây Cattleya sưu tầm để cho cô chú anh chị mình cùng sưu tầm về chơi. Thì trong đây bây giờ em sẽ chia sẻ một cái cây. Cây này á nó là cây Boringiana, một cái dòng cát rừng nguyên thủy. Đó, hoa màu tím đậm khá là đẹp, nó là một dạng hoa chùm. Đây, hiện tại mọi người xem nè, cái chùm hoa của nó đang là 2 4 5 bông. Đó, nó đang có khoảng là 5 bông. Một dòng hoa chùm Boringiana. Đó, thân lá của nó như thế này, khá là đẹp. Nó là dòng hoa chùm. Và những cái dòng này cái hoa nó rất là thơm. Cái dòng cát rừng á, thường cái hoa nó rất là thơm. Đó, là em loại này thì em có một chậu thôi, một chậu như thế này, và đang có nụ cho cô chú anh chị mình sưu tầm luôn. Thì cái cây này hiện tại là do là nó chỉ có một hướng thôi, nó đi một hướng thôi, cho nên nó chỉ có một chùm nụ thôi. Chứ còn nếu mà cô chú anh chị mình trồng á chậu to á, nó khoảng cỡ 4-5 hướng á, là nó nở bông cùng lúc mà như thế này, mà mọi người xem là 5 cái nụ mà nở một lúc á, một lúc mà 5 hướng là mọi người biết nguyên cả mấy cái chùm nụ là cực kỳ đẹp luôn. Một cái chậu hoa mà nở đồng loạt như thế này thì cực kỳ đáng để sưu tầm. Đó, cây hiện tại thì em thuần rồi. Thì cái cây này nè, cái cây này là em thuần bằng giấn cộng với lại vỏ thông, thì em chia sẻ cho cô chú anh chị mình á, cái chậu cát rừng nguyên thủy này á, tên của nó là Boringiana. Đó, là em chia sẻ là giá là 700k em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn. Giá là 700k em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn. Cái chậu như thế này đang nụ khá là đẹp. Đó, về là cô chú anh chị mình có bông chơi luôn. Đó, chơi hoa xong cái mình sang qua chậu to hơn. Đó, mình trồng lên khoảng cỡ tầm 3-4 thân nữa cái mình bắt đầu mình tách âm. Đó, tách âm như cái cây mà cây tem mới nãy em mới nói, là mình tách ra là mình cho nó lên đồng loạt
4-5 hướng thân tơ. Đó là cực kỳ đẹp luôn. Rồi 700k cho cái chậu Bougainvillea như thế này nha, đang nụ luôn. Cô chú anh chị nào mà yêu thích cái mặt hoa đó thì mình liên hệ với em qua số điện thoại là 0386 232 357. Rồi tiếp theo trong cái video hôm nay á, là em còn một cái hướng cát 142 đỏ, cây 142 đỏ. Cây này hôm trước em có chia sẻ rồi, nhưng mà hôm nay em còn một cái hướng giữa như thế này. Cái hướng này á thì nó là hiện tại là hai thân, nhưng mà cái thân sau này á là nó cũng bị gãy lá rồi, nó bị gãy lá rồi đó. Và em có khai thác một vết cắt như thế này, nhưng mà ở đây nó vẫn đang còn hai mắt ngủ, cái thân nó vẫn đang còn hai mắt ngủ và cái thân sau này vẫn đang còn hai mắt ngủ luôn đó. Mọi người xem cái mắt ngủ nó còn rất là nhiều, cho nên là cô chú anh chị nào á mà mình muốn sưu tầm để mình lấy giống thôi thì mình không ngại. Vấn đề là hướng nó hơi xấu một chút, thì hướng xấu thì chắc chắn em sẽ chia sẻ cái giá nó êm đó. Để, thì em sẽ chia sẻ giá là 350k, em bao ship luôn một cây cát cực kỳ đẹp mà giá lại rất là êm đó. Giá em chia sẻ cho cô chú anh chị mình á, cái hướng này là 350k, em bao ship cho cô chú anh chị nào mà muốn lấy giống thì mình liên hệ với em đó. Hiện tại nó đang còn mắt ngủ rất là nhiều, mắt ngủ rất là to và khỏe luôn đó. Đây thì cô chú anh chị mình á không ngại trồng những cái hướng như thế này thì mình cứ liên hệ với em, tại vì em tách cái bộ rễ ở đây nó cũng đang rất là khỏe, nó rất là nhiều, còn rất là nhiều. Em chia sẻ là giá là 350k, em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn nha. Cô chú anh chị nào mà yêu thích cái mặt hoa đó thì mình liên hệ với em. Rồi và trong video hôm nay á, em có một cái cây, một cái hướng cát 158 quốc dân, 158 quốc dân, hướng đàn hoa như thế này luôn, hướng đàn hoa như thế này. Hiện tại á, hướng này là hướng 4 thân nguyên zin. Hướng này nó đang là 4 thân nguyên zin. Và em chia sẻ giá là 1.100k em bao ship. Em chia sẻ là 1.100k em bao ship. Đó là 1 triệu mốt á. 1 triệu mốt cho cái hướng 158 quốc dân. Đang bông như thế này. Hướng 4 thân nguyên zin rất là đẹp. Hướng 4 thân nguyên zin rất là đẹp. Đó. Em chia sẻ là giá là 1.100k em bao ship. Đây. Cây 158 quốc dân này cả nhà. Cây này nó nở là cực kỳ... phải nói là nó rất là đạt. Cho dù là hướng mọi người trồng như thế nào đi nữa, nó nở cũng rất là đạt. Như cái hướng này á, là bị bọ trĩ đồ nó cắn nè. Cô chú anh chị coi nè, bọ trĩ nó cắn nha. Nhưng mà cái khuôn hoa nó vẫn giữ được như vậy luôn. À, cái khuôn hoa nó vẫn giữ rất là tốt. Một cái cây 158 quốc dân nè, cái cây này á, thì cái thân lá nó không cao nha. Cái cây 158 quốc dân này, đây thân lá nó chỉ khoảng độ như đây thôi, tầm khoảng độ 25cm thôi, nhưng mà nó rất là xiên bông đó, nó rất là xiên bông, nó lên hầu như thân nào là nó cũng đậu bông. Đây là cái thân cuối của nó nè, cái thân cuối nó chỉ có nhiêu đây thôi, chỉ có một gang tay thôi, nó cũng đậu bông đó. Nó lên tiếp một thân này nữa là nó lại đậu bông tiếp nữa, đây cần bông của nó. Và nó lên tiếp một cái thân này nữa là nó lại đậu bông nữa. Là mọi người biết cái độ xiên bông của nó như thế nào rồi. Một cái cây rất là xiên bông, là cực kỳ đáng để sưu tầm luôn. Và nó là một cây 158 quốc dân. Nó có cái tên quốc dân á, là do là được rất nhiều cô chú anh chị mình săn đón. Nó rất là nổi tiếng. Cho nên là đặt nó là tên là 158 quốc dân. Nó là thuộc dòng 158 sổ của đài. Đó, nó là cây H dài lai với 0118 đỏ cờ. Rồi, tiếp theo trong cái video này á, thì em có một cái chậu cát mã 499, mã sổ 499. Chậu hiện đang bông như thế này. Đó, mặt bông như thế này. Rất là đẹp luôn. Thì á, em chia sẻ cho cô chú anh chị mình á, hướng hai thân là 500k. Cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm cái mặt hoa này thì mình liên hệ với em. Nó là mã 499, mã 499. Cái mã 499 này là mã sổ của Thái nha. Cái mã sổ 499 này là mã sổ của Thái. Đó. Thì cô chú anh chị nào mà muốn mình thấy ưng ý cái mặt bông này thì mình có thể là liên hệ với em để sưu tầm.
Đó, cây này là nó vừa mới bung sáng nay thôi. Khuôn bông của nó cũng rất là tròn, rất là đẹp. À, thì em chia sẻ cho cô chú anh chị mình á, giá là 500k cho hướng hai lá như thế này. Cô chú anh chị nào mà yêu thích cái mặt hoa 499 nè thì mình liên hệ với em. Cái cây này á, nó nở khoảng cỡ 2 tới 3 ngày sau thì nó sẽ dần đỏ lên. Nó bắt đầu nó đỏ lên và nó ẩn cái màu cam lên nữa, nó dạng là đỏ cam á. Thì cái mặt hoa màu 2-3 ngày sau thì hôm trước cây này là em nở rất là nhiều rồi, thì em sẽ ghim cái mặt bông ở trên màn hình á cho cô chú anh chị mình xem. Và cái hướng em chia sẻ là cũng đang bông luôn, đây nó đang bông như thế này đó. Rồi rồi, và cuối cùng trong cái video hôm nay á, em chia sẻ cho cô chú anh chị mình một cái cây cát sổ. Một cái cây cát sổ. Cây này là cây mã sổ là Vua Cương Sơn Live với God About. Thì cái mã sổ hôm trước em có chia sẻ một số cái cây nụ sổ á, về cho cô chú anh chị mình cùng sổ đó. Thì em có sổ ra được một cái cây mặt bông như thế này. Nó là một cây vàng đỏ. Vàng đỏ. Một cây lưỡi đỏ, hoa lưỡi đỏ. Cánh là vàng đỏ, nhưng mà đặc biệt á, hai cái màu đỏ của nó là nó nằm gọn hai bên. Cái cánh của nó đây, nó chỉ đỏ ở bên ngoài một đoạn, một tầm khoảng 2 phần tầm khoảng 1/3 cánh thôi. Còn 2/3 cái cánh là nó nguyên vàng luôn, và cái đài của nó cũng là đài màu vàng luôn. Cái bông bên này cũng cái cánh bên này cũng vậy. Đó, nó rất là đẹp. Thì cái chậu này á thì nó rất là nó thân nó là cây sổ trồng lên á, sổ bói thì cái thân mô nó khá là nhiều. Thì hiện tại bây giờ nó chỉ có 3 thân lớn thôi. Đó, em chia sẻ cho cô chú anh chị chia sẻ giống cho cô chú anh chị mình được 3 thân lớn đang bông như thế này. Em chia sẻ hướng 3 thân là 1200k em bao ship cho cái cây Vua Cương Sơn Live với God Rain bao như thế này. Đó, cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm mặt bông này thì mình liên hệ với em. Đây, mặt bông này là do cây em chính em sổ ra. Đó, chỉ có một cây như thế này thôi. Đó, và em chỉ chia sẻ đúng 3 thân thôi, đúng 3 thân này thôi. Thì cái phần đuôi nhỏ nhỏ này em sẽ trồng lại để em lấy giống, em không chia sẻ hết. Đó, cô chú anh chị nào mà cảm thấy yêu thích á thì mình liên hệ với em. Đó, 1200k cho cái hướng 3 thân cây sổ như thế này. Đó, em bao ship luôn. Cô chú anh chị nào mà yêu thích thì mình liên hệ với em qua số điện thoại là 0386 232 357. Tất cả các cây của em á, là em bán là em đều báo giá hết cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, để cho cô chú anh chị mình khi xem á, mình có thể là cân đối lại cái kinh tế của mình, cái khả năng mình có thể là sưu tầm được, thì mình nhấc máy lên mình alo, mình gọi cho em luôn. Đó, cho nó nhanh. Đó, không cần phải inbox đồ này kia, nó mất công là vừa mất thời gian mà cô chú anh chị mình đôi khi cũng ngại nữa. Nhiều lúc mà inbox mà không mua thì cô chú anh chị mình cảm thấy là cũng hơi ngại. Đó, thì đây em báo giá trực tiếp hết tất cả các cây, từ cho giá rẻ cho tới cây sưu tầm, cây hàng chợ, cây tác phẩm hay tất cả cây sưu tầm, em đều báo giá lên hết. Cô chú anh chị nào mà cảm thấy ưng ý cây ưng ý cái chậu đó, liên hệ với em, giá đó liên hệ với em cùng sưu tầm về chơi. Rồi, thì hôm nay trong cái video này em chia sẻ một số cái mặt hoa, các lây da, tem và một số cây sưu tầm như vậy. Cô chú anh chị nào mà yêu thích cái mặt hoa nào thì mình cứ liên hệ với em qua số điện thoại là 0386 232 357, và đó là số điện thoại Zalo của em luôn nha. Rồi, em xin phép chào cô chú anh chị mình nha. Hẹn cô chú anh chị mình vào những cái video khác nha.